Xin chào quý anh chị, và trong video lần này chúng ta hãy cùng đi đến với một cái khu đô thị rất là đặc biệt tại khu vực Nhơn Trạch của tỉnh Đồng Nai. Đây là cái dự án Đông Sài Gòn New City với diện tích là khoảng 942 ha, thì đây sẽ là một trong những cái dự án lớn nhất của Việt Nam chúng ta. Và với cái quy hoạch cực kỳ bài bản và quỹ đất sạch tại khu đô thị này, Đông Sài Gòn New City trong giai đoạn khoảng từ trong vòng 10 năm nữa sẽ trở thành một trong những cái thành phố thông minh và hiện đại nhất Việt Nam. Và trong video này thì Tùng cũng sẽ giới thiệu với quý anh chị về cơ bản về cái dự án này. Thì riêng cái dự án này đã được phát triển khá là lâu rồi. Thì trước đây cái dự án Đông Sài Gòn New City này được bán đất nền. Hiện tại thì có hai khu thì đã có đất nền và có sổ. Và cái giá trị của sản phẩm tại khu vực này với đất nền có giá từ khoảng cỡ 17 triệu một mét vuông. Còn riêng các cái phân khu khác của Đông Sài Gòn New City hiện tại thì đang được phát triển bởi tập đoàn Swan City với cái tên mới là Swan Park. Thì điều đặc biệt tại khu vực này là với một cái tập đoàn thương hiệu nước ngoài như Swan City thì họ đã đến Việt Nam và phát triển ở Việt Nam trong cái thời gian mới gần đây thôi. Họ là một cái tay chơi mới trong cái thị trường bất động sản của Việt Nam. Nhưng trong tương lai gần thì họ sẽ tạo ra những cái sản phẩm rất là đặc biệt, những cái sản phẩm mà sẽ mang lại những cái tiếng vang rất lớn trong cái thị trường bất động sản của Việt Nam. Thì đầu tiên tập đoàn Swan City đã đến Việt Nam thì họ bắt đầu với dự án tên là Swan Bay, nằm tại trên cái đảo Đại Phước với diện tích là hơn 400 hecta. Thì Swan City đã nắm được khoảng cỡ 200 hecta đất tại khu vực đảo Đại Phước. Thì kế bên đảo Đại Phước thì chúng ta cũng sẽ có một cái dự án của tập đoàn Song Tiên là sẽ phát triển trong cái thời gian tới, tên là Angel Island, là đảo tiên. Thì tổng diện tích của hai cái đảo này nó có tổng diện tích là hơn 600 hecta. Thì đây cũng sẽ là một cái dự án, nếu xét tổng về cái khu vực này thì đây cũng sẽ là một cái dự án rất là lớn, nằm sát bên quận 9 cũng như quận 2 của thành phố Hồ Chí Minh chúng ta. Và đi xa một chút xíu, đi vào phía trong của Nhơn Trạch, gần với trung tâm hành chính của thành phố Nhơn Trạch, cũng như là gần với trung tâm hành chính của huyện Nhơn Trạch, cũng như là cái khu công nghiệp rất là lớn là khu công nghiệp Nhơn Trạch. Thì chúng ta sẽ có một cái dự án rất là lớn và được quy hoạch nhìn cũng rất là phê, thưa quý anh chị. Về Đông Sài Gòn New City, nó sẽ được quy hoạch theo một cái định hướng là nó sẽ là một cái thành phố riêng biệt với đầy đủ các tiện ích. Giống như là nó sẽ có cái khu vực cho cư dân ở gồm ở khu nhà phố, khu biệt thự, và sau đó nó sẽ có thêm những cái căn hộ cao tầng. Và đặc biệt là trong trung tâm của khu đô thị này, chúng ta cũng sẽ có những cái khu vực dành cho những cái khu vực trung tâm tài chính. Thì trong tương lai gần thôi và trong khoảng 10 năm nữa, với cái sự phát triển của sân bay Long Thành cùng với việc là kết nối đường vành đai 3 và cầu Cát Lái cũng như là cao tốc bến lức Long Thành, thì đây sẽ là những cái cú hích phát triển dành cho huyện Nhơn Trạch, và nó cũng sẽ giúp cho cái dự án Đông Sài Gòn New City thực sự khởi sắc. Tại vì dự án này cũng đã được quy hoạch và phát triển từ khá là lâu rồi, nhưng vì những cái lý do rất là cốt lõi là dân cư tại huyện Nhơn Trạch hiện tại đang rất là thưa, với chỉ khoảng hơn 200.000 dân tại một cái huyện mà rất là lớn như huyện Nhơn Trạch. Thì cái việc mà xây dựng một cái dự án có tổng quy mô lên hơn trên 900 hecta thì thực sự là sẽ câu hỏi sẽ đặt ra là ai mà về đây mà ở. Thì cách đây khoảng hơn 10 năm thì anh chị cũng đã nhìn thấy rất là nhiều các bài học về việc khu đô thị ma ở Nhơn Trạch rồi. Thì cái vấn đề cốt lõi nó nằm ở chỗ là không có kết nối giao thông, thì dân không có về khu vực này ở được nhiều. Và đặc biệt là khi họ về đây ở thì họ cũng chưa biết để có làm cái gì ra tiền để họ ở tại khu vực Nhơn Trạch.
Nhưng mà khi những cái kết nối giao thông đặc biệt quan trọng, ví dụ như cao tốc tốc Bến Lức Long Thành, cầu Cát Lái hay cầu Quận 9 đường Vành Đai 3 kết nối với Nhân Trạch từ Sài Gòn đi ra, thì đây cũng sẽ là những cái cú hích mà rất là lớn. Và đặc biệt là sân bay Long Thành sẽ được khởi công vào tháng 12 năm nay. Thì những cái dự án mà như Swan City, Swan Park hay là các dự án như là Aqua City sẽ trở thành những cái tâm điểm của cái thị trường bất động sản khu đông. Tại vì rõ ràng là đối với cái quỹ đất lớn và được quy hoạch bài bản như các cái dự án như Aqua City hay là Swan City sẽ trở thành những cái đô thị kiểu mẫu hiện đại và đẳng cấp nhất Việt Nam, thì nó sẽ phù hợp với những cái quý khách mà những cái người mà làm việc tại khu vực Đồng Nai cũng như là lân cận với Đồng Nai, mà người mình hoàn toàn có thể về cái khu vực này sinh sống. Và trong cái khoảng thời gian trong 10 năm nữa thì tỉnh Đồng Nai sẽ phát triển rất là nhiều các khu công nghiệp cũng như là cái cảng biển quốc tế. Thì cái việc này nó sẽ giúp cho cái tỉnh Đồng Nai sẽ thu hút được rất là nhiều nguồn vốn nước ngoài, cũng như là việc thu hút được cái lượng lớn dân cư về đây sinh sống. Thì riêng Swan City cũng như là Aqua City sẽ được thu hút được những cái lượng khách hàng cao cấp, những người là chủ doanh nghiệp, những người là quản lý cấp cao và những người mà có cái thu nhập cao tại cái tỉnh Đồng Nai. Thì việc mà họ sẽ phải nâng tầm đẳng cấp sống của họ lên. Đối với những cái người có tiền thì cái việc mà sống trong một cái khu đô thị an ninh, sạch sẽ, quy hoạch đồng bộ, bài bản và với đầy đủ các tiện ích giúp cho gia đình của họ sống trong một cái không gian cực kỳ là yên tĩnh, thoáng mát cũng như an toàn. Và đặc biệt là khi anh chị sống tại những cái khu đô thị như thế này thì đặc biệt là con cái của anh chị cũng sẽ được có được cái môi trường học tập cũng như phát triển là tốt nhất. Vì theo các nhà khoa học, khi mà trẻ em được sinh sống và phát triển tại một cái khu với nhiều mảng xanh, các em được có nhiều cái không gian để vận động cũng như là phát triển các kỹ năng của bản thân, thì nó sẽ tạo điều kiện cho các em phát triển trí tuệ cũng như là giúp cho cái tương lai của các em trở nên tốt hơn rất là nhiều. Vâng, vậy là Tùng cũng đã chia sẻ với quý anh chị một chút xíu thông tin về cái dự án Đông Sài Gòn New City. Thì trong cái thời gian sắp tới thì Tùng cũng sẽ làm thêm một số cái video nữa để chia sẻ rõ hơn các thông tin về dự án này cũng như là những cái thông tin nổi bật nhất tại khu đông của thành phố Hồ Chí Minh. Thì nếu như anh chị có quan tâm về các thông tin nào thì vui lòng comment xuống bên dưới thì Tùng sẽ giải đáp cho quý anh chị. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi video clip này và hẹn gặp lại quý anh chị trong video clip lần sau.
knows till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on.
We'll be right back.